Chà Chà chang. chan, Hôm nay nhà mình ăn cá sống mọi người ơi, ăn sushi cá hồi sống. Cả đây là canh mực sống, canh lạnh mực sống mọi người. Rồi cái này là ốc biển trộn với lại là mì sợi Hàn Quốc. Đây là trộn cay của Hàn Quốc mọi người, chua ngọt. Đó. Rồi đây, cái này là cá sống. Cái này là cá sống bình thường, còn cái này là sushi. Ở dưới có cơm mọi người. Đó, ăn kèm với lại là củ kiệu nè, với lại là gừng. Còn cái này là chấm wasabi. Đó. nước tương. Ừ, nước tương. Rồi, nước tương nữa, đúng là nước tương nữa. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Mặc chứ. Hôm nay mình thử thách ăn cá sống. À, trước khi ăn cá sống mình ăn cái này đi. Rồi lấy tinh thần để ăn cá sống. Cái này là mì sợi Hàn Quốc mọi người. Chồng mình mua mì sợi thì cái này là mình chồng mình trộn xong rồi cái này là luộc mì. Rồi cái trộn cùng với nhau, nhưng mà chồng mình muốn làm đẹp đẹp cái để riêng hai bên vậy nè, nhưng mà khi mà trộn một lần trộn cùng. Cái này là mực ống mọi người, canh lạnh mực sống mà là mực ống sống. Ngon. Maso. 입에서 녹아? 없어져. Cái mẹ có nói quá không biết nữa. Ăn mà ăn cá sống mà nói bỏ vô miệng là bị tan chảy. Mang vô nè. Mù sốt. Cái wasabi chị. Cái. Không cái. Không cái. Cái. Wasabi. Aniya. Wasabi aninde. Không cay. Nó mềm mà nó béo béo. Nhưng mà mình đang tập ăn cho nên là nó cũng chưa được ngon mọi người. Được. Mình thấy cái phần này ngon hơn nè. Ngon thơm ba chứ sao bây giờ. Ngô sữa mà nó ngon chung đây. Tôi đi. Chấm nước tương đi. Chà, chú xin mẹ. Nước tương. Hôm nay mình thử thách ăn cá sống mọi người. Chồng mình nói là mình kêu mình phải thử thách ăn cái này, rồi chồng mình sẽ ăn một cái món kinh dị của Việt Nam đó. Nhanh nhất đừng nuốt. Biến đạn đâu sao vừa đó. Nhưng mà đặc biệt cá sống nó không có tanh mọi người, cái này á không hiểu sao nó không có tanh. Béo béo bùi. Cái này nó ngon hơn cái này nè. Cái này nó béo hơn. Khứ chi ăn không Sao này nó ép ăn dữ trời. Ủa nó bị rồi. Nó mở xíu ngon. ngon. Cái này cô sao à.
이거 괜찮아. 이거 맛있어. 이거 매운 거 안 먹어, 요다. Cái ốc này ăn là nó như là ốc bu đen của Việt Nam mình mọi người. Nó dai dai sần sật sần sật. Cái mì sợi này làm từ bột mì. Bột mì Hàn Quốc mọi người. Đa số mì sợi ở Hàn Quốc là làm từ bột mì.집에 가서 한 마리 잡아. 그냥 먹어. 그냥 먹어. 네. trong đó chồng mình để em đi câu kiếm cá về làm cá sống mọi người. Mình thấy sao nó xa vời. Tại vì câu cá thường thường là phải đi tầm cả buổi thì mình mới câu được. Chứ câu cá mà ngồi rất là lâu thì mới có cá cắn. Nhưng mà chồng mình thì rất ít thời gian. Mà đòi đi câu cá đi ra ngồi 1 tiếng, 2 tiếng thì mình thấy không có kết quả gì đâu. À, 이거 국수나 밥 넣으면 더 맛있는데. 졸이고 졸이고. 아이고. cái món này mọi người là nó giống như là gỏi của Việt Nam mình, gỏi miền Tây. Thì người miền Tây hay ăn ngọt á mọi người, nhưng mà nó không có ngọt bằng cái này đâu. Cái này nó ngọt hơn nè. Cái này nó vừa cay nè, ngọt hơn nè, rồi mặn hơn nữa, rồi cũng chua hơn nữa. Giống như là nói tóm lại là nó đậm đà. Nó đậm đà hơn gỏi Việt Nam nữa đó. Nó chỉ khác là nó cay thôi. Gỏi Việt Nam mình bỏ bột ớt vô, hoặc là bỏ tương ớt vô, cái là giống vậy luôn. Đó, nói chung là cái này là món gỏi của Hàn Quốc. Gỏi nhưng mà gỏi theo kiểu Hàn Quốc. Mình nghĩ ở Việt Nam mà có bột ớt với tương ớt là làm được. Tại vì cái này chỉ cần là bột ớt, tương ớt, đường là mình đã có rồi. Đó. Muối, đường là làm được cái món này. Mình sẽ sớm. Ở trên trời, ở trên chị chú giống hả của mình. Được chứ? Ừ.
이미 앞에 카메라 있다는 걸 잃어버렸어. 잘 먹어. 찍어줘야 돼. 헐. Giờ mà đút lại nữa là thấy nó kỳ nữa. Sao sao á. Nó kiểu như ăn thì tự ăn thì đút quá đút lại mệt. Cái này là phải ăn kèm với cái mà. Cái gì mới được mọi người ơi. Chứ không ăn kèm á. Nó bị ngán. Vì nó béo quá. Ngon rồi, ngon. Ăn xin một phần nha. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Cứ nhầm, xem cơ sở. Quá sao bây giờ? Cái thả mơ gì chứ? À thế, mai sức chứ? 진짜 맛있어. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. À nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. Thả nó tốt mà phải chứ. Thả mà quay đây. Thả mà. Thả mà.